Sang câu thứ hai. Có một Phật tử hỏi rằng: Bạch thầy, con là Phật tử trên Hà Giang, vùng núi sâu xa hẻo lánh. Nhờ chút duyên lành mà con mới biết tới chùa Khai Nguyên. Bạch thầy hoan hỉ cho con hỏi. Mẹ chồng con mất cách đây 19 năm. Nhưng ngôi mộ càng ngày càng to ra. Con đã đi xem nhiều nơi, đều nói ngôi mộ này không thể san cát được. Bạch thầy hoan hỉ bố thí cho con biết, trong trường hợp ngôi mộ như vậy thì con nên làm như thế nào? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc. Từ khi con tụng kinh Địa Tạng tới nay, gia đình con lại càng an lạc hơn. Vì con ở quá xa xôi nên con muốn hỏi thầy, kinh Địa Tạng có thể tụng vào ngày Tết được không? Cuối cùng con xin tri ân công đức thầy và chúc thầy thân tâm an lạc để tiếp tục trên bước tiến bước trên con đường hoằng pháp và soi sáng cho chúng con. Cuối cùng con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử ở tận Hà Giang. Rất tiếc là hôm trước thì thầy không đủ sức khỏe để trả lời trực tiếp để Phật tử nghe. Nhưng thầy tin rằng chắc chắn thì qua bài giảng ngày hôm nay, không sớm thì muộn Phật tử sẽ nghe được cái bài giảng này. Và thầy cũng xin trả lời cái ý thứ nhất, Phật tử hỏi rằng gia đình có một ngôi mộ của mẹ chồng mất cách đây 19 năm. Mà ngôi mộ này thì càng ngày càng to ra. Đi xem ở đâu họ cũng bảo là không thể san cát được. Không thể san cát được. Nghĩa là sao? Nghĩa như các cụ chúng ta ngày xưa nói là đây gọi là mộ, mộ kết. Mộ kết. Thì thường thường theo cái quan niệm của dân gian và cái kinh nghiệm của cha ông chúng ta từ xưa tới nay thì cái ngôi mộ của các cụ hoặc người thân chúng ta mất mà chúng ta chôn, đem chôn một thời gian sau mà thì không phải là do đống muối đùn lên đâu, không phải, không có một chút muối nào đùn lên ở đó cả. Nếu đống muối thì nó phải đi ra ngoài, nhưng mà cái mộ thì càng ngày càng to. Cái trường hợp này chúng tôi cũng chứng kiến hai ba cái rồi. Chúng tôi đến tận nơi chúng tôi xem. Dân gian chúng ta thường nói là đây là mộ kết, hay còn gọi là mộ pháp. Mộ pháp hay là mộ kết, tức nghĩa là sao? Ở này thì về theo phong thủy học thì họ nói là gì? Là chọn được cái khu đất tốt và đặt cái ngôi mộ đó vào trúng cái gì? Cái huyệt mạch, hay còn gọi cái đại long mạch, hay là cái long mạch. Thì nếu mà cái phúc của gia đình, dòng họ nhà đó mà có đặt trúng chỗ đó thì nó phát. Mà khi mà mộ phát thì thường có mấy cái trường hợp. Mộ kết á, mộ kết thì thường là gì? Ở trong nó kết thì mới chỉ là ở trong cái quan tài thôi. Nó kết thì con người ta sau khi thường thường là mất thì chôn 2, 3, 4 năm sau thì nó thịt thà nó thối rữa đi, nó tiêu cái đi chỉ còn mỗi cái xương. Nhưng cái thường thường là mộ kết á, thì ở trong nó có thể có kết trắng hoặc là kết ngũ sắc, hoặc là kết gì, kết xanh, kết đỏ, kết vàng vân vân chẳng hạn, thì tùy theo. Thì nó kết thì những cái màng màng nó kết kín ở trong đó và nó bao phủ, có trường hợp là cái xác ấy còn không tiêu tí nào, có trường hợp xác không tiêu một chút nào. Trường hợp này cũng có, tôi nghe ở dưới Mỹ Đức là có một cái trường hợp như vậy, nhưng mà gia đình không biết, cho nên sau khi mà bốc thế như thế là cứ thế là đem dóc hết xương đi, bắt đầu là cho vào quan tài, cho vào cái tiểu và đem đi chôn chỗ khác. Làm xong một cái mấy tháng sau cả dòng họ là liêu siêu, 3-4 người chết, người tai nạn giao thông chết, người thì ngã xuống sông chết, người thì mắc bệnh hiểm nghèo có mấy tuần thì chết. Cuối cùng là cả cái dòng họ đấy phải tìm đến đây để làm lễ, để cầu siêu, để sám hối. Khi đi xem ra đi thì họ mới bảo là đấy là mộ kết. Thì nhưng mà không biết con cháu làm mất rồi thì không thể làm gì được. Thì cái trường hợp này đấy cũng nói luôn nhé các Phật tử và các gia đình chúng ta mà gặp được cái trường hợp này, khi mà nếu mà sau này chúng ta đây thì tôi nói trước, nếu mà trong dòng họ hay gia đình họ hàng chúng ta sau này gặp cái trường hợp này thì mở quan tài ra đấy cái trường hợp nó khác lạ như vậy, thì chúng ta ngay lập tức đóng vào ngay và chúng ta vùi lại ngay, và chúng ta
đem xây lại, để cái chỗ đó xây lại luôn, không cần phải chuyển đến chỗ khác nữa, xây lại luôn, không cần phải chuyển đến. Đấy là tốt nhất, đấy là để phòng sau này trong dòng họ hay trong người thân của chúng ta, họ hàng mà gặp trường hợp đó thì nên không chuyển đi nữa. Đấy, như cái trường hợp đến Mỹ Đức chuyển đi như vậy là rất là tiếc. Cái đó cũng do cái phúc không đủ hưởng mộ kết, nhưng mà phúc chưa đủ quan trọng, họ chưa đủ để hưởng, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện không có người bảo cho như thế. Làm xong mới có người bảo thì nó xong mất rồi, thì lại gặp họa mất rồi thì mới có người bảo. Thì hôm nay chúng ta nghe mà biết được thì đây là một cái duyên nên nhớ đấy, thật lâu để sau này có thể gặp thì chúng ta xử lý. Ở đây Phật tử này nói rằng mộ của mẹ chồng mất 19 năm nay mà mộ cứ to ra, cái này không chỉ có kết mà còn phát nữa. Dựa vào đâu tôi nói như vậy? Cái chuyện mà Phật tử nói là gia đình đi xem mà ở đâu họ cũng bảo là không thể bốc được, không thể cất được á, thì cái này thì là tôi không dựa vào đây, mà tôi dựa vào cái Phật tử nói là gì? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc, đó, cả gia đình nhà họ rất an lạc. Như vậy là gì? Tôi dựa vào cái này. Và Phật tử nói là từ khi mà tụng kinh Địa Tạng thì tới nay thì càng an lạc hơn, tức là đi đúng đường rồi. Dựa vào hai cái thông tin mà Phật tử nói là gia đình rất an lạc và từ khi tụng kinh Địa Tạng lại càng an lạc hơn, thì cái này là cái rất tốt. Mình không chỉ mà có phúc báo của tổ tiên để lại, gặp được cái gì, cái long mạch mình rất tốt, đặt mộ mẹ chồng vào thì may mắn gặp được đúng cái long mạch mình rất tốt, nó vừa kết vừa phát như vậy, mà lại khiến cho gia đình đầm ấm an vui hạnh phúc, mà lại còn gặp được Phật pháp, gặp được kinh Địa Tạng, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nữa, thọ trì đọc tụng đúng pháp, đấy lại càng an lạc hơn nữa. Thì đây là một việc làm cái phúc báo rất là tốt. Phật tử và cả gia đình nên biết trân trọng cái vấn đề cái phúc báo này, và nên nhân cái phúc báo này cho càng ngày càng sâu rộng hơn, nên bố thí cũng giảm, phóng sinh, tu phục làm việc thiện, và đặc biệt nên chăm chỉ thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển đại thừa của Phật pháp, để cho tăng thêm cái công đức phúc báo của mình, và hồi hướng cho các cụ cửu hiền thất tổ đại gia tiên nhà mình được tăng thêm phúc báo hộ trì cho con cho cháu. Còn cái trường hợp này mộ như thế này thì thầy cũng nên khuyên là không nên đào, nên bới, không nên xới, nên cày gì cả, có đi chăng nữa thì cũng chỉ xây bao chung quanh. Nhưng mà đặc biệt mộ này này là không được xây kín, bị kín cả gì, cả trên cả dưới, chỉ nên xây, nếu xây tròn hoặc là xây vuông theo cái hình mộ chẳng hạn thì xây như vậy, và nên để cái phần ở trên để đất như vậy, kệ, để kệ, đừng có bịt hết. Là bịt hết là gì, âm dương nó không giao thoa được với nhau cũng không tốt. Ngày xưa thầy hay đi thị giả cố hòa thượng viện chủ Hương, thượng viên Hà Thành, thì cũng nghe cụ dạy các Phật tử về các vấn đề tâm linh, đặc biệt là về mồ mả, cũng rất là quan tâm, rất là chú trọng vấn đề mồ mả và đất cát nhà ở, về nói chung là về phong thủy đó, về tâm linh đó, cụ rất giỏi. Chúng tôi thì có cái phúc riêng là được đi thị giả gần cụ 4 năm đại học trung cấp, thỉnh thoảng là cũng đi với cụ, thấy cụ làm cho người ta, hướng dẫn cho người ta. Và đặc biệt là cái mộ bốc mộ sau khi cải cách, không chỉ cái mộ pháp đâu, mà tất cả các ngôi mộ của gia tiên hoặc người thân chúng ta đã mất, thì ngày xưa cố hòa thượng viện chủ Hương là cũng là xây mộ đó, mình không được xây bịt kín hết, mà phải để một cái chút là cái chỗ kiểu như để cắm hương đó. Chúng ta để cái đó và cắm vào đất để cho nó thông, gọi là âm dương. Âm dương thì nó phải thông nhau, chứ mình xây bịt kín hết vào rồi thì giống như cụ bảo là giống như xây một ngôi nhà, để cái cửa vào xong rồi vào một cái xong mình đi ra mình khóa vào, mình khóa cái cửa vào, mình nhốt cái ở trong đấy, không ra không vào được. Cụ giải thích đơn giản cho chúng tôi hiểu ngày xưa như thế. Tương tự như vậy, ở đây ngay ở xã Sơn Đông gần chùa Khai Nguyên, ngay bên cạnh chùa, có một gia đình ngày xưa làm ăn rất là phát, dòng họ có tiếng tăm ở cái đất Sơn Đông này. Thế khi có người đi nước ngoài làm ăn được phát đạt thì gửi tiền mấy trăm triệu về cho con cháu ở nhà xây mộ xây mả cho các cụ tổ tiên. Thì ở nhà thì các cụ đem xây thì xây rất là to, xây như một cái nhà, một cái gian nhà này này. Xây xong mà làm cửa cổng hẳn hoi, và
khi đầu tiên làm cửa thì không khóa, thì trời mưa trời gió thì bọn trẻ con nó chăn bò chăn trâu nó nghịch, nó vào nó nóng mưa xong nó viết bậy đầy lên trên tường ấy. Thế gia đình mới làm cái cửa sắt xem mang sang để khóa lại. Và khóa từ khi khóa cái cổng của cái mộ đó vào cái mộ, nhưng mà xây một cái nhà. Các vị đến chùa Khánh Nguyên thì thấy cái mộ đó ở phía tay trái của chùa đó, từ từ ngoài cửa chùa hướng vào. Đi cái đường cũ chúng ta thấy cái mộ xây như cái bằng một cái gian nhà, như một cái thất của người hay tu. Làm xong một cái, khóa xong một cái, một vài tháng sau một cái thì đứa con trai thì bệnh chết, một đứa thì tai nạn chết. Còn ông cụ đứng lên xây, trưởng họ đứng lên xây thì tự nhiên mất trí nhớ, không nhớ được cái gì cả. Ăn rồi bảo chưa ăn, con cái không nhận được là ai cả. Thì khi nó đi xem thì họ bảo người, thì người thầy thì bảo là động mồ động má, người thì bảo là có cái cây đâm vào mộ. Đấy, đi chữa trị cả năm cũng chẳng có khỏi. Mà ông cụ vẫn cứ như vậy, họ hàng thì vẫn cứ có người ốm đau bệnh tật quặt quẹo cả ra. Thì khi đã sang đây tôi hỏi tôi thì tôi mới bảo, vì cái mộ đấy tôi biết từ cái xây gần chùa mà xây to như vậy mà lại còn làm cái cửa đóng vào như thế, tôi đã biết là có vấn đề rồi. Nhưng mà thôi, người ta không hỏi thì mình không nói. Mặc dù ông cụ đấy cũng rất hay sang chùa, trước đây rất hay sang chùa, nhưng người ta không hỏi thì tự nhiên mình nói thì nó lại vô duyên. Cho nên để khi người ta hỏi đến hỏi một cái, tôi bảo đấy, ra để tháo bỏ cái cửa đi. Trẻ con nó vẽ bậy thì kệ nó, cái duyên cái kệ nó. Ai bảo xây to và ai bảo xây kiểu đấy là gì? Bây giờ tôi bỏ cửa đi, tháo bỏ cửa sắt đi và làm cái lễ tạ mộ các cụ, thế là ổn thôi. Thế tôi bảo làm xong như vậy thì cái tự nhiên là gia đình ổn, cả cái chi họ gia đình là yên ổn từ đó đến giờ. Mà ông cụ thì khôi phục được khoảng 70% trí nhớ, đi xe đạp được, đi chơi với mọi người được. Nhưng bây giờ thì tuổi đã 80-90 gần trăm rồi thì lúc nhớ lúc quên thì nó do tuổi già. Còn cái dịp xiết dạo trước như vậy, cho nên mồ mả là rất quan trọng. Vì vậy không chỉ Phật tử này mà các Phật tử khác khi nghe được cái văn giảng này của chúng tôi, đây là nói về cái kinh nghiệm mà ngày xưa đi hầu các cụ, các tổ, đặc biệt là cụ Tổ Hương cũng rất là giỏi về cái vấn đề tâm linh này. Cho nên là mồ mả thì chúng ta đặc biệt mà xây thì cái để cái chỗ để bát hương, tốt nhất chúng ta cũng đừng có cho bát hương sứ vào làm gì, không cần cho bát hương sứ vào. Nếu mà có cho bát hương sứ để cắm hương ấy, thì chúng ta vẫn phải để một cái ở bên dưới, cách đó khoảng 10-15 phân, để một cái bản to bằng cái bát hương đó, để cho nó thông, để thông ra, gọi là thiên địa là phải thông nhau. Chứ đừng cho bát hương vào để bịt kín đi, đi làm cái gì. Cho bát hương vào cái thứ nhất là để sợ trẻ con nó, trẻ chăn trâu nó nghịch nó, thì nó lấy hòn đá cái, hay là cái gậy nó đập vỡ đi, chúng ta lại lo lắng. Tốt nhất cứ để một cái khoảng đất như thế là tốt nhất. Ngày lễ, ngày Tết chúng ta đến thì nhổ vài cái cỏ đi, cắm cái hương vào, thế là xong. Mà sau này nếu trong cái đất nó có lún, nó có sụt xuống thì chúng ta lấy đất sạch cho nó vào. Là cái đấy là rất là tốt. Đấy, ngày xưa thì chúng tôi đi thị giả cố Hòa Thượng Nguyện Chủ Hương Thượng Biên Hà Thành thì học được những cái đó. Hôm nay cũng nói lại với các Phật tử chúng ta để biết được. Và chúng ta, các sư thì cũng có thể chúng ta hướng dẫn cho các Phật tử để các Phật tử biết. Nhiều người họ không biết đâu. Về tâm linh, nhiều người ở trên đời họ không có, lúc sống còn mạnh khỏe còn trẻ không có nghiên cứu gì, không có để ý gì. Đến khi gia đình có người mất, xong họ có người mất một cái thì họ cũng chả biết cái đường nào mà làm cả. Họ bảo có người mách thế nào làm thế, nhưng mà có người mách đúng thì làm đúng thì tốt, mà người mách sai thì làm sai thì rất là nguy. Cho nên ở đây thì trường hợp này, Phật tử này thì nói là mồ mả là cái để, nếu có muốn xây á thì xây, nếu muốn xây tròn thì xây tròn xung quanh, mà xây vuông theo cái hình mộ, hình chữ nhật đó thì cứ xây lên, nhưng mà ở trên kia nên để nguyên cái đất, để nguyên đất để cho âm dương, âm dương đó thì nó giao thoa được với nhau một cái thì tốt nhất, thì cái mộ đó thì càng ngày càng tốt, con cháu thì cũng ngày càng tốt. Nhưng tuy nhiên làm Phật tử thì chúng ta phải hướng thiện và làm được thiện, lấy công đức thiện để làm cái nền tảng, làm cái gốc rễ, chứ không có thể cứ chờ vào cái mộ pháp mà chúng ta để làm nhiều những việc xấu việc ác là không có được. Đã, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.